Alo, xin chào anh em nha. Thì mình mới sửa xong một cái con cua ta GZ460 vậy nè. Hay quá. Thì cái con này thì cái đời nó đời phun xăng điện tử vậy nè. Đây mình quay cho anh em coi ha. Đây cái họng phun xăng của nó ha. Phun xăng nha. Kim phun ha, còn dưới kim phun này ha. Thì đây mình đi lại thân cơ á. Chứ mình làm đây bằng chỉnh bằng xúc bắp nè, không kính hùng ha. Sửa xúc bắp xíu. Đây cua đai xíu luôn cho máy nó hơi căng hơn ha. Con này đi xe khác nha nè. Đây gì cũng tương đối rồi nè, nói đều quá. Đi được rồi, chồng tôi là được rồi. Con này đầy phun xăng điện tử, cái bô nó khác với máy mình đợt trước nha nè. Bô nó đây. Bô này nó có cái lưới giống như mấy xe phần xe công tay nè. Cái lưới tàn ông, đàn ông á. Bô này khá nặng. Okay, con này là đặc điểm đó là tiếng cò không bao giờ nghe được nha anh em. Đây chút nữa mình đâu đây lát mình còn lên cái bơm xăng đó nè. Thì con này nó không có bơm xăng nha, mình lên bơm xăng một xăng to chạy gì đâu, còn đấu dây điện nữa, với lại mình đấu khóa đề luôn. Lâu rồi mới nghe tiếng con này nha, nghe tiếng nó phê lắm.